cô ạ. À. Thế là cái xe này mình bị hư à? Vâng. Cô cất thuốc đi, mua nữa. Vâng, cái xe này là cô bị hư à? Vâng, bây giờ tôi có 800 rồi. Thế mà tôi cho tôi độ khoảng 200 nữa thì cô đi sửa, phiền cháu quá. À, không cần đâu cô ạ. Nếu mà cô xe mà hư thật sự ấy, thì mai có hết 1 triệu cháu bỏ tiền nó sửa cho cô. Đấy, không quan trọng đâu. Nếu mà hết 1 triệu cháu bỏ tiền nó sửa cho cô. Không nói dối mày đâu. Vâng. Cô bật lên cho cháu xem nhé. Cô không phải bật đâu. Nếu mà đúng mà hư ấy, đây, thì mai cháu qua cháu mang xe nó sửa cho cô. Thực tế luôn, cháu bảo cô lừa. À không, lừa gì cháu không quan trọng đâu. Đây, cháu không quan trọng đâu. Nhá. Vâng. Đáng nhẽ thì xe cô đi được. Đây này. Vâng. Điện thì có. Nhá. Vâng. Đáng nhẽ thì đi được. Đây này không đi được đây này. Đấy. Rồi rồi. Đấy. Rồi à, cô à, sáng mai cháu ra cháu đánh xe ra cháu mang xe cháu đi sửa cho cô. Sửa cho cô biết cho, sửa hết bao nhiêu cháu trả tiền cho cô, không phải bỏ đồng nào đâu. Có cho cô đi cùng không? Có, cô đi cùng càng tốt luôn. Cô đi rồi làm sao được? À không đi thì cô nói chung là cô cứ miễn sao cháu sửa xe lành lặn cho cô đi thoải mái là ok luôn. Đấy nhá. Còn mà cô không muốn đi ấy, cô muốn tự sửa thì mai cháu phải ra cho cô tiền, tự cô thử sửa. Ừ, nhá. Cháu muốn làm thì làm. À vâng. Tiền cô rất cần nhưng mà lại ngược lại cháu như thế là cô rất phấn khởi. Không, cháu là cháu giúp hết luôn. Cô ví dụ cô có sửa hết 1 triệu, 2 triệu cháu cũng giúp cho cô nhá. Ừ. Vâng, cô vậy cô cứ nghỉ ngơi đi, mai sáng mai trưa mai ấy, cháu ra rồi cháu xử lý cho cô nhá. Ừ. Vâng, thôi chúc cô sức khỏe nhá. Cô này nhá. Cô xin một suất quà nữa có được không? Đây là cô xin cho cái ông già. Ông già ông khổ cực kỳ, cái lần nào tôi ở ngoài kia là người ta cũng mang vào đây cho ông ấy. À vâng, vâng cháu mang vào cho ạ. Như cái loại kia mà bỏ. Vâng. Còn để cháu ra cháu lấy cho cô nhá. Ừ. Vâng, ok. Ôi, cô xin thêm cho cô thêm một suất nữa nhá. Vâng. Đấy nhá. Cho cô thêm một suất nữa nhá. Tôi cháu chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe nhá. Ừ. Còn mai ra cái xe đấy thì mai cháu lại sửa cho cô nhá. Được rồi, mai cháu làm ơn làm phúc còn hơn làm giàu. Vâng. Cho cô để cô lấy cây đi kiếm cơm cháu nhá. Vâng, cháu cảm ơn cô nhá. Ừ. Rồi mai cháu sẽ ra sửa cho cô đấy nhá. Ừ. Vâng. Cô cứ ở đây cả ngày cả đêm. Rồi rồi rồi. Cảm ơn cháu nhá. Vâng. Cô sao đêm tối mà vẫn đi à? Đi. Dạ, thế là cô người đâu? Cô ạ, Bắc Ninh đi ạ. Bắc Ninh ở chỗ nào? Bắc Ninh. Cháu này cháu mới đưa sửa bánh cho cô lúc cô đang ngủ không à, hay là cháu... Ừ. Cháu... À nào? Vâng. Cô dạy cô. Cô bảo là cô thấy một bánh cả một cái hộp sữa. Biết không mà chắc đứa nào thấy mình nằm đi. Nó thấy mình nằm đi cho chắc là mình đừng bà già. Cô nhiêu tuổi chưa? Ốm. Cô năm nay gần 60 rồi cháu. Đây, có gì là bà. Cô bảo là đưa ra tới bụng nó lại mua cả bánh với sữa cho mình nó để đây. Cô nhuốm lại khác xong cô lại. Cô mê. Mới... Mình lại thế. Cháu hết tiền, không còn tiền mặt. Có tiền mặt, không có ít tiền mặt. Mà. Thôi được rồi, cho cô bánh với sữa được rồi. Vâng, bánh sữa, có tiền mà. Cháu cho tô kia rồi. Vâng. Thế là cô mới cô mang ra đi mang ra. Cô làm cô nhường dạy xong cô ngồi cô ngoảnh lại cô lại thấy tự dưng có một cái thấy một cái bánh với cả một sữa quả à lúc nào tôi bụng có thấy mình nằm đây vất vả nhặt đồng nó vất vả nằm đây một bánh nước sữa cho mình nhưng cô không biết ai vâng cô bảo không biết không biết là đây cô cháu còn bao nhiêu đây tiền còn lại cho cô tiền nữa cô cháu còn hết tiền là đấy rồi bánh mà mấy chục nghìn rồi bánh nước sữa mấy chục nha vâng có tiền vâng cháu ơi, thôi cháu... cô chúc sức khỏe cô nhá. Cháu ở đâu? Vâng, cháu người đến đường thôi. Nhà cháu ở đâu? Dạ. Nhà cháu ở đâu? Cháu ở Thanh Hóa kia. À cháu lái ô tô đây, ô tô vâng. Cháu đây đây. Vâng. Giờ hôm nay cháu đi đâu qua đây ạ? À? Vâng, đi chơi. Thôi cô đi về đi, mưa gió lắm. Cảm mưa cháu gió. Nha. Ừ. Vâng. Cô đi không đi thế nào? Khổ vâng. Quá. Đi chúng ta ở nhà thì cái bà mẹ già, bà cứ sốt ruột, bà cứ sợ bệnh, sợ gì là cô phải đành cháu đi bán chỗ này. Thôi, được rồi. Mấy chúc hôm... chúc cô sức khỏe nhá. Ừ. Cảm ơn cháu. Vâng, cháu mấy đi hôm cô có bán được đồng nào đâu. Vâng. Lắm ốm ở nhà. Vâng.